Thông tin chúng tôi vừa cập nhật, theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến cuối giờ chiều nay, 16 tháng 12, tuyến đường 723, Nha Trang và Đà Lạt vẫn còn bị chia cắt do đèo Khánh Vĩnh bị sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn. Lực lượng chức năng ghi nhận lượng đất đá khá lớn đổ xuống đường, khiến một mảng đường nhựa bị đổ ập xuống vực. Phạm vi sạt lở kéo dài hơn 15 mét, làm tắc nghẽn hoàn toàn tại vị trí đỉnh Hòn Giao, phía địa phận Lâm Đồng. Hơn 1 km xe lưu thông hai chiều từ Nha Trang về Đà Lạt và ngược lại không thể di chuyển. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương chỉ đạo Công ty Quản lý Đường bộ 1, Công an Giao thông huyện Lạc Dương hỗ trợ điều máy móc trang thiết bị tới địa điểm sạt lở khắc phục sự cố. Do mưa quá lớn, nước cùng đất đá vẫn đổ xuống từ vách núi nên việc giải tỏa điểm sạt lở hết sức khó khăn. Dự kiến trong tối nay mới có thể thông một bên đường, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Một bản triều nguyễn là những tấm gỗ quý khắc chữ Hán hoặc chữ Nôm ngược để nhân bản tài liệu nhằm phổ biến rộng rãi ra công chúng. Đây cũng là những bản khắc lưu truyền công danh sự nghiệp của các bậc vua chúa, các sự kiện lịch sử.